Ok, thì ở cái con Tyrannosaurus này nó hơi khó lắp ráp, cho nên mình sẽ vừa ráp mà vừa nói chuyện với các bạn luôn. Thì trước tiên hết chúng ta sẽ xử lý từ phần chân xuống. Chúng ta sẽ mở cái nắp này ra nè. Đây, chúng ta sẽ bước cái nắp này ra. Mở cái phần nắp đậy ra. Và dưới này nó có một cái chốt, chúng ta sẽ bóp nó vào một bên. Bên này chúng ta cũng xử lý y chang như thế. Chúng ta sẽ mở cái phần giáp chân nó ra, mở cái nắp đậy ra. Chúng ta sẽ để xuống dưới và bóp nó lại. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ xử lý nhé. Chỗ này, mở ra nè. Và chúng ta sẽ bỏ hai cái phần tay của nó vô đây. Một cách xử lý khá là hay nha các bạn. Một bên, bên này cũng xử lý y chang như vậy thôi. Hai bên, và đây nó có một cái đầu nối nè. Chúng ta sẽ gập nó vào. Ok, như vậy là tương đối ha. Chúng ta sẽ quay cái phần thân nó qua nè. Rồi, tiếp theo về phần đầu khủng long, chúng ta sẽ bóp miệng nó lại và ngửa cái cổ nó lên như thế này. Đằng đây các bạn có thể thấy hai cái chốt ở đây thì nó sẽ ghim vào cái đầu khủng long ở đây. Khi mà cái đầu khủng long được chuyển ra phần trước ngực nè, đó, chúng ta sẽ vặn nó qua như thế này. Ok ha. Bây giờ gập cái đầu khủng long xuống và đẩy nó vào. Rồi, đây, nó chưa connect được nè. Ok rồi đó các bạn, bây giờ thì nó đã khớp rồi nè. Tiếp theo chúng ta sẽ xử lý về cái phần tay nhé. Phần tay chúng ta sẽ hạ nó xuống như thế này. Rồi thì về cơ bản á, cái phần thân của nó như thế này là đã xong rồi. Bây giờ chúng ta sẽ mở cái nắp này lên và chúng ta lấy cái đầu robot ra. Đầu robot nó sẽ có một cái chấu ở đây lòi ra để chúng ta ghim vào trong cái phần thân của nó, được cố định cái phần đầu được chắc chắn hơn nè. Rồi đó, chúng ta sẽ đậy cái đầu nó lại như thế này. Ok, như thế này là cơ bản là xong rồi ha các bạn. Như thế này cơ bản là xong. Tuy nhiên để phục vụ cho một cái form dáng khác thì chúng ta sẽ mở cái phần tay nó ra và lấy cái phần đuôi khủng long ra như thế này. Rồi thì mình sẽ để như thế này nhé. Ok, thì để trở thành cái dạng hợp thể DX Abarino từ cái dạng Abarino Z á, thì chúng ta sẽ ráp con Pteranodon này vào trên cái hợp thể các bạn. Thì đây nó sẽ có hai cái chốt nè, à ba cái chốt chứ, một chốt ở phần này và hai cái chốt ở trên cái cánh. Chúng ta sẽ lắp nó vào đây. Đây chúng ta sẽ lắp vào đây trước tiên nhé. Một chốt, tiếp theo chúng ta đẩy khớp cánh này vào. Hai chốt, tiếp theo ba chốt chỉnh cái phần sau lưng nó lại. Rồi đây sẽ là cái phần khó nhất đây các bạn. Chúng ta sẽ hạ cái đầu con khủng long xuống, nhấc cái đầu con robot ra nhé. Và đây chúng ta sẽ đẩy làm sao cho nó khớp vào nè. Đây, nó rất là khó đó các bạn. Ok, đã vào rồi nè các bạn, khá là khó khăn đó. Bây giờ chúng ta sẽ đẩy cái đầu robot xuống nè. Rồi, tắt một cái, đẩy cái nắp lại, ok. Rồi, phần cuối cùng sẽ là cái nón này đây, chúng ta sẽ đẩy nó lên. Như vậy là DX Abarino của chúng ta đã hoàn thành. Chúng ta nói một chút về cơ chế động cơ của nó hả các bạn. Thì đây, khi nó đứng ở giữa nè các bạn thấy thì động cơ nó đứng yên ha. Còn khi chúng ta gạt xuống nè thì nó sẽ xoay theo một cái chiều như thế này. Và chúng ta trả lại vị trí cũ, nó đứng yên. Gạt lên, nó sẽ xoay theo cái chiều ngược lại. Thì đây là lý giải cho cái động cơ của nó hả các bạn. Trước mắt các bạn tại đây chính là mẫu DX Abarino xuất hiện trong chiến đội Bakuryu Sentai Abarincher, được ra mắt vào năm 2003 và kết thúc vào năm 2004. Còn ở bên Power Ranger thì nó sẽ thuộc vào chiến đội Power Ranger Dino Thunder, với cái tên gọi của mẫu robot này ở bên đó sẽ là Thundersaurus Megazord. Và chia sẻ về cái mức giá thì để sở hữu được cái mẫu sản phẩm này ở thời điểm hiện tại với tình trạng là hàng full box nha các bạn. Hàng second hand full box thì mức giá nó sẽ rơi vào tầm khoảng 2 triệu rưỡi cho tới 3 triệu. Và tùy vào tình trạng cũng như tùy vào nguồn hàng các bạn về, mức giá nó có thể cao hơn hoặc thấp hơn nhé. Cái giá mình đưa ra chỉ là một cái mức giá để tham khảo thôi. Và ở cái mẫu sản phẩm Abarino này thì đây là một cái mẫu sản phẩm mà một người bạn cho mình mượn để review và gửi đến các bạn ở cái clip này. Thì sau khi xem xong cái clip mình review á, cái cách mình lắp ráp, các bạn cảm nhận cái mẫu sản phẩm này như thế nào, và các cái chú khủng long này các bạn cảm nhận nó như thế nào đối với riêng bản thân mình nha. Nói về màu sắc một chút thì cái con Abarino này nó là đại diện cho lửa, bởi vì các bạn coi phim các bạn cũng có thể biết rằng ở trong cái phân cảnh mà nó lắp ráp cũng như là các cái phân cảnh mà các chiến binh biến hình đó thì sẽ có cái phân đoạn là dung nham núi lửa nó phun trào, thì con này nó là đại diện cho lửa của dung nham núi lửa này nó khác kiểu, cho nên nó sẽ có một cái tông màu đỏ là chủ đạo ha. Và
Bên cạnh đó thì nó được hợp thể bởi ba chú khủng long, đó chính là khủng long bạo chúa Tyrannosaurus, tam giác long Triceratops và dược long Pteranodon. Ba chú khủng long này kết hợp lại tạo thành cái mẫu Dis Aberrano này. Thì nói chung về form dáng của từng chú khủng long trước nha các bạn, về form dáng thì mình đánh giá cao cái phần con Triceratops này, nó làm khá là đẹp. Về phần Pteranodon thì tạm ổn, còn cái con Tyrannosaurus đó các bạn, thì do nó tận dụng cái phần chân của khủng long để làm cái phần chân cho mẫu hợp thể luôn, cho nên khi để dạng khủng long đó các bạn, thì cái chân của con Tyrannosaurus nó dài quá đi, nó hơi bị dài và nó hơi bị thô, kèm theo đó là các cái khớp khiết ở cái phần chân cũng như cái phần hông của cái con khủng long Tyrannosaurus này nó rất là ọp ẹp luôn. Thì như lúc nãy các bạn có thể coi á, cái lúc mà mình tram dạng cái con Tyrannosaurus này, các bạn thấy là rất là cực khổ, các cái khớp này nó rất là ọp ẹp. Và khi lắp ra đó các bạn, khi mà chưa hợp thể cái con khủng long xanh với con khủng long vàng này lên, thì các bạn có thể thấy là nó nghiêng hẳn cái body của nó về một bên, bên tay cái có cái mũi khoan nè, nó nghiêng về bên đó luôn. Thì cái khớp nó ọp ẹp quá cho nên là nó đứng không có vững. Sau khi hợp thể lên cái mẫu Aberrano này, lắp cái con màu xanh vào và lắp cái con màu vàng vào thì nó mới gọi là tạm thời chắc chắn đó các bạn. Tạm thời thôi nha, chứ còn về lâu về dài thì mình không biết rằng là cái chân này nếu các bạn chơi nhiều á thì nó sẽ như thế nào. Mình đã có cơ hội trải nghiệm ra rất nhiều cái mẫu Aberrano này của rất nhiều người bạn, thì tình trạng chung mà mình thấy được đó chính là cái phần chân cũng như là cái phần khớp hông của cái con này rất là yếu và rất là ọp ẹp sau một thời gian các bạn lắp ráp, thì các bạn nên cẩn thận cái phần này nếu như các bạn muốn mua nhé. Rồi, thì đó là một vài điểm dở về cái khớp háng của con này cũng như chi tiết thể hiện. Còn các cái điểm dở như là ở cái phần chốt đuôi này thì mình đã có lưu ý với các bạn ở cái phần, ở cái clip mà mình hướng dẫn các bạn sửa cái chốt gãy đuôi này, thì mình sẽ để cái clip đó ở bên dưới phần mô tả cũng như ở cuối video, các bạn nhớ đón xem nhé. Còn về màu sắc thì mình đã nói nó là tượng trưng cho lửa phải không, cho nên cái màu sắc nó phân bố chủ đạo là màu đỏ thì cũng khá là ok. Tuy nhiên phần màu sắc thì các bạn nên lưu ý một chút ở những cái phần mạ chrome như thế này, nó rất là dễ bị bay màu. Đây là mạ chrome được xi mạ cho nên là các bạn có thể thấy ở đây thì người bạn của mình mua và chơi thì ở đây nó đã bị phai màu đi bớt nè. Hai cái phần này là hai cái phần mạ chrome vàng nhưng mà nó đã bị phai phai rồi, và cái phần viền ở bên ngoài của nó là phần mạ chrome bạc nè cũng đã bị phai đi một phần rồi, cho nên nhìn nó không còn đẹp nữa. Và tiếp theo là những cái chi tiết như là ở đây các bạn có thể thấy phần màu sắc ở cái vòng đầu của con tam giác long nè, nó cũng rất là dễ bị tróc đầy sơn, cho nên các bạn lưu ý phần này nhé. Những cái chi tiết này là nó được sơn bạc, sơn màu silver nè ở trên cái nền nhựa, cho nên các bạn chơi các bạn lưu ý một chút. Và còn một điểm nữa đó chính là ở cái phần nón của con dược long như thế này đây. Nón của con dược long, đây là cái phần chân của nó tận dụng để lên thành cái phần đầu, cái phần nón cho con Aberrano. Thì đây các bạn có thể thấy phần chân của con dược long của cái mẫu sản phẩm của bạn mình nè, nó bị cong vênh như thế này và mình đã tìm cách để cứu chữa nhưng mà hoàn toàn không cứu được, và nó cứ cong cong như thế này thôi, nhìn rất là bực mình phải không các bạn. Cho nên khi các bạn chơi á, các bạn cố gắng lưu ý rằng là để bảo quản cái này được tốt á, thì các bạn nên để nó thẳng thớm một chút, chứ đừng có để nó bị chèn ép nhiều quá thì nó sẽ bị cong vênh thế này, và cứu chữa nó thì rất là khó bởi vì chúng ta bẻ ra bẻ vô nhiều á. Thì cái phần này nó là nhiều dẻo nhưng mà nó cũng đã mười mấy năm rồi các bạn, từ năm 2003 tới năm 2021 là cũng khoảng 17-18 năm rồi, cho nên nó rất là dễ bị gãy. Các bạn chơi á, thì các bạn cố gắng đừng có để cái phần nhiều dẻo này nó bị cong nha, cong vô thì sửa thì có thể sửa được nhưng mà nó rất là tốn thời gian và tốn công sức, cho nên các bạn hãy cố gắng bảo quản. Còn ở đây thì mình đã cố gắng cứu chữa nhưng mà thôi mình chịu, không có thể nào sửa được. Thì đó là một vài lưu ý của mình về cái mẫu sản phẩm này. Nhận xét thì mình nói thật với các bạn chứ đây là cái mẫu sản phẩm Discatai từ trước đến nay mình review mà mình lắp ráp rất là cực khổ luôn các bạn à. Do một phần là cái chi tiết khớp của cái con khủng long bạo chúa như lúc nãy mình đã chia sẻ rồi, cũng như là cái phần động cơ của nó thì nó khá là nặng, cho nên là nó kéo theo một cái tổng thể nó rất là ọp ẹp và rất là khó để lắp ráp. Thì mình hơi có ác cảm về cái mẫu sản phẩm này. Còn các bạn á, thì các bạn có cảm nhận gì thì hãy chia sẻ với mình ở bên dưới phần comment nhé. Và clip tới đây đã khá là dài rồi đó, mình sẽ dừng clip tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong các clip review tiếp theo nhé. Xin chào tất cả các bạn. Bye bye.